anh có thể giới thiệu tên, rồi hiện nay anh đang công tác tại lĩnh vực nào và tư duy nào đã đưa anh đến với cả Luân Số cũng như là câu lạc bộ IM ạ? Nhân dịp lần đầu tiên còn bé này cái gì hơn, tôi xin cầu chúc tất cả anh em chị em ca sĩ một ngày vui vẻ. Quạt bé thì người Quảng Nam, nhà của quạt bé thì hiện giờ ở Bình Tân, sinh hoạt ở câu lạc bộ ở tên quân tự là 622. Và trong cái câu lạc bộ thì được biết anh Lộc, thì anh Lộc có gọi xuống câu lạc bộ của anh em mình đây là tâm đất này. Để biết nếu có dịp thì mình cũng có tinh thần mỗi ngày thì cứ ghé đến chơi. Thì lần đầu tiên thì bạn bé cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em chị. Xin hỏi anh bé là hiện nay anh đang công tác ở trong lĩnh vực nào ạ? Quan bé thì cũng sinh hoạt là buổi tất cả những ngày tránh thì quan bé thì chạy xe không, chỉ có ngày chủ nhật và thứ bảy thì được chiều thứ bảy được nghỉ và ngày chủ nhật thì được nghỉ, nhưng mà đúng ra là ngày hôm nay quan bé cũng có thể chạy tiếp, nhưng mà xin với lại ông chủ là cho quan bé nhà nghỉ đi chơi với lại anh chị em ca sĩ. Xin một tràng pháo tay để chào đón anh bé đến với câu lạc bộ anh em.